Vâng, lúc này thì không khí bóng đá tại Qatar đang nóng lên từng ngày và người hâm mộ của bóng đá trên khắp thế giới đang ngày đổ về đây nhiều hơn và tạo ra bầu không khí vô cùng sôi động. Vận động viên bóng đá nghệ thuật Nguyễn Ngọc Phát của Việt Nam cũng đang có mặt tại Qatar và sẵn sàng chia sẻ với quý vị khán giả về những hoạt động hấp dẫn đang được diễn ra tại quốc gia Trung Đông này. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Phát, một cầu thủ bóng đá nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngày hôm nay thì mình đã thấy không khí World Cup tràn ngập khắp mọi nơi tại Doha, Qatar. Trên đường từ ga tàu đến sân vận động Khalifa thì mình cũng đã gặp những cổ động viên của Bồ Đào Nha. Họ đã hát vang từ ngoài ga. Đến chỗ cửa tàu, những bài hát cổ động cho đội bóng của mình, đội bóng Bồ Đào Nha. Bước ra cửa thì mình đã gặp hội cổ động viên Ghana các bạn ạ, rất là vui. Các bạn có thể thấy đằng sau mình đây, những cái banner, những hàng rào cũng được trang trí rất là đẹp. Thực sự những sân vận động ở đây rất là đẹp và rất là hoành tráng. Mỗi sân vận động đều là những kỳ quan và là một tác phẩm nghệ thuật. Đối với mình là tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp và mỗi sân đều có một ý nghĩa riêng của nó. Và thực sự nếu như các bạn có mặt ở đây được thì đó là một điều rất là tuyệt vời để có thể chiêm ngưỡng được những cái tác phẩm nghệ thuật này. Trong sân vận động Doha World Cup thì mình cảm thấy thích nhất đó là sân vận động Lusail. Thực sự đây là sân vận động lớn nhất ở Qatar và khi mà các bạn đến vào ban ngày thì có ánh nắng chiếu vào nhìn cũng rất là đẹp, và khi mà buổi tối thì những cái đèn ở sân vận động bật lên cũng rất là đẹp. Thực sự là nhìn nó rất là lung linh. Giao thông công cộng ở Qatar đợt này cũng được hỗ trợ rất nhiều cho những cổ động viên như mình. Ví dụ như hôm nay thì mình đã bắt đầu có thể sử dụng được thẻ Hayya này rồi. Thì khi sử dụng thẻ Hayya thì các bạn sẽ được miễn phí toàn bộ những chi phí di chuyển đi lại như là xe buýt này, tàu điện trên mặt đất và tàu điện ngầm. Và mình nghĩ đây là một sự hỗ trợ rất cần thiết của nước chủ nhà cho những cổ động viên như mình. Đến đây với tư cách là một cổ động viên tham dự World Cup lần này thì mình thấy đồ ăn ở đây cũng khá là phong phú. Nếu như các bạn là một người kén ăn một chút và không ăn được những đồ ăn bản địa ở Doha Qatar thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những đồ ăn khác đến từ các nước Đông Nam Á. Ví dụ như đồ ăn Việt Nam, đồ ăn Indo, Malaysia, Thái Lan hoặc đồ ăn Trung Quốc. Đó đều là những đồ ăn mà mình nghĩ là rất phù hợp với người Việt Nam mình.